Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay mọi người có được khỏe không? Thì trong video của ngày hôm nay, Tâm sẽ chia sẻ với các bạn tại sao nước Úc nó lại muốn bạn ở lại. Và khi bạn hiểu được cái điều này á, thì làm cho con đường định cư của bạn dễ dàng hơn. Cho những bạn nào mới lần đầu nghe cái video này của mình, channel này tạo ra đó để mình chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái mà mình biết, cách để cho các bạn định cư Úc một cách dễ dàng hơn. Cách bạn đi làm việc tại Úc và những cái kinh doanh tại nước Úc này, và cũng như mình chia sẻ những kiến thức về đầu tư. Video ngày hôm nay thì mình chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất, các bạn biết được người Úc người ta mong muốn bạn định cư để làm gì. Và cái phần thứ hai á, khi bạn được định cư rồi á, thì bạn sẽ thấy được những cái giá trị ở bên nước Úc này mà không phải ở nơi đâu trên thế giới có được. Bây giờ mình chia ra làm ba loại. Thứ nhất, bạn có thể qua đây đi du lịch, bạn có thể qua đây đi học. Bạn có thể qua đây theo dạng đi làm, bạn có thể qua đây theo dạng doanh nhân ha. Ngoài ra còn có thêm một cái loại nữa là bạn đi qua đây rồi á, rồi sau đó bạn bỏ visa, xong bạn ở, người ta hay gọi là chữ ở lậu á, mà mình hay gọi là người rơm á. Có nghĩa là người ta sống bất hợp pháp, có nghĩa là người ta sống không có visa đó. Người ta cứ ở thôi, rồi người ta đi làm mà không có cái giấy tờ gì hết. Thì mình nhắc lại một lần nữa nha, sinh sống bất hợp pháp không nghĩa là người ta làm cái gì sai nha các bạn. Họ hoàn toàn là người công dân rất là tốt, họ không có vi phạm pháp luật bất cứ cái gì hết. Chính phủ Úc không hề tới bắt bớ họ, cũng không có nhốt họ vào tù, và họ vẫn có thể giữ được cái thẻ băng ngân hàng, người ta vẫn giao dịch ngân hàng bình thường, người ta vẫn chạy xe ngoài đường bình thường, người ta vẫn có bằng lái xe bình thường. Cảnh sát mà có gọi hỏi họ lại họ có chạy xe trái phép hay không thì họ vẫn trình bằng lái bình thường hết, tất cả mọi thứ đều bình thường hết, chỉ là họ không có đi làm một cách hợp pháp và họ không có cái visa ở Úc một cách hợp pháp thôi. Thì giải pháp cho những cái bạn mà đang ở Úc mà không có giấy tờ hợp lệ á, các bạn hãy nhanh chóng tìm một cái người nào đó kết hôn. Thì khi bạn kết hôn á, thì thứ nhất là bạn được hợp pháp. Và nếu mà bạn nào đã kết hôn ở Việt Nam rồi, sống ở bên này á, thì nhanh chóng kiếm được số tiền mà bạn mong muốn, rồi sau đó thì quay về đoàn tụ với gia đình thôi. Mở ngoặc ra đây á, là các bạn nhớ ở nước Úc này nó nhân đạo đến nỗi mà khi mà bạn ra và bạn nói bạn muốn đi về Việt Nam á, thì người ta sẽ mua vé máy bay cho các bạn để bạn đi về luôn á. Đó, các bạn nhớ nha. Rồi trong vòng 3 năm sau, bạn không được quay lại Úc thôi. Rồi sau đó hết 3 năm rồi thì bạn muốn đi qua đây lúc nào cũng được hết các bạn. Người ta chỉ yêu cầu bạn chỉ có 3 năm không được quay lại Úc thôi. Ok, mình chúc cho các bạn nào mà đang ở nước Úc mà mình biết cũng khá nhiều người đang ở đây một cách không có giấy tờ đó. Thì hy vọng là các bạn hãy kiếm cho các bạn một cái đường ra để cho cuộc đời bạn nó tốt hơn ha. Cái thứ hai là du học sinh, hay là du học sinh thì cũng làm được part time. Rồi hoặc là các bạn mà qua đây theo dạng working visa là đi làm, hoặc là working holiday visa theo dạng vừa đi làm việc vừa đi du lịch luôn. Thì đối với những bạn này, tại sao nước Úc muốn các bạn ở lại? Thì muốn bạn ở lại á, để bạn đi làm và bạn đóng thuế cho nước Úc. Và bạn ở lại như vậy á, bạn nhớ nha, nước Úc người ta đang thiếu rất là nhiều lao động. Mình ví dụ những cái căn bản thôi, những cái người nông dân ở Úc á, người ta thường dùng máy móc rất là nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng họ cũng phải cần một hai người thì để mà thu hoạch, hoặc là tới mùa gặt thì người ta cũng phải cần bạn tới để mà bạn ấy cho người ta nữa. Rồi cần phải người phụ để sắp xếp rồi này nọ nữa các bạn. Tất nhiên không phải máy móc 100%, thì đó là thiếu người lao động ở trên nông trại rồi đúng không? Rồi thêm nữa là cái nghề đầu bếp nó cũng thiếu người mà các bạn. Đó, thì các bạn cứ thử nghĩ là những cái ngành nghề ví dụ như tài chính, những cái ngành nghề kế toán thì bây giờ là người ta không có cần rồi. Đó, là có người ở Úc người ta lo. Nhưng mà những cái nào mà bạn thấy nước Úc mà nó thiếu á, thì bạn hãy bổ sung vào cái chỗ mà người ta thiếu á, thì lúc đó cái cung cái cầu nó mới đi với nhau. Còn bạn thấy nước Úc người ta không có cần cái nghề đó mà bạn cứ đâm đầu vô đi cái nghề đó thì chắc chắn là rất là khó cho các bạn nếu các bạn được định cư ha. Khi bạn mà muốn làm doanh nhân, bạn đầu tư qua bên Úc thì bạn thấy đó, nước Úc cũng khuyến khích các bạn, cho dù bạn doanh nhân nhỏ, bạn đầu tư khoảng 100 ngàn cũng có, 500 ngàn cũng có, chương trình Min hoặc là visa doanh nhân 188 ABC. Bạn tạo ra công ăn việc làm cho nước Úc đúng không? Thì nước Úc muốn bạn qua đây để định cư, cho bạn và gia đình bạn có được cái những cái điều kiện an sinh xã hội, những cái đất nước thoải mái và tự do để các bạn làm ăn kinh doanh. Thì bạn phải giúp nước Úc lại là bạn tạo ra công ăn việc làm cho người Úc chứ, đúng không? Chứ không phải bạn qua đây bạn trở thành cái gánh nặng cho người Úc đó. Các bạn hãy hiểu điều đó. Người ta rất là khuyến khích bạn kinh doanh với đầu tư, càng đóng thuế càng nhiều, chính phủ còn cấp giấy khen cho các bạn nữa. Đó, các bạn thấy tuyệt vời không? Rồi, đó là phần thứ nhất. Bây giờ mình chuyển qua phần thứ hai ha.
giá trị mà nước Úc nó mang lại cho các bạn khi các bạn sinh sống, làm việc hoặc là bạn đi du lịch ở trên đất nước này. Chia ra làm hai cái giá trị các bạn. Giá trị bạn có thể thấy được. Thấy được có nghĩa là bạn sờ mó được á, là giá trị đó là về vật chất. Cái thứ hai là giá trị tinh thần. Bạn cảm nhận được thôi, chứ bạn không có sờ mó được. Tinh thần á, thì bạn sẽ thấy được cái sự tử tế nó ở khắp mọi nơi. Ví dụ bạn đi ra đường, bạn không biết cái gì, bạn hỏi thì người ta sẽ trả lời cho các bạn thôi. Ngoài ra là những cái người hàng xóm á, thì họ cũng rất là tử tế. Mình thấy á, là người ta có thể qua cắt cỏ giùm cho mình. Ví dụ như nhà mình có em bé thì người ta cũng mang quà qua người ta cho. Rồi khi mà nhà người ta có tiệc, người ta cũng qua cũng rủ mình qua. Rồi sau đó thì người ta thông báo cho mình biết giờ đó, ngày đó thì nó có hơi ồn rồi đó. Và nhiều khi á, người ta đổ rác á, xong rồi người ta kéo thùng rác vô cho mình luôn. Rồi trong công việc làm ăn, sếp với lại nhân viên á các bạn, không phải là giống như là hai giai cấp khác nhau, cũng không phải là thầy với trò ở trong trường học mà xa cách nhau, cứ thoải mái thôi các bạn. Chiều thầy trò cũng ra ngồi làm chai bia, chính phủ bảo vệ như nhau hết tất cả mọi người. Khi mà bạn đã có được cái giấy mà định cư Úc rồi á, có thường trú nhân á, thì bạn khỏi phải lo về chuyện tiền bạc rồi. Mình chưa thấy ai ở trên nước Úc này mà phải sống mà phải chật vật về tiền bạc hết á. Ví dụ gia đình bạn mà không có công ăn việc làm thì chính phủ cũng hỗ trợ bạn tiền. Rồi không có tiền nuôi con, chính phủ cũng hỗ trợ bạn tiền. Thậm chí đi đẻ con, chính phủ cũng cho tiền bạn sinh con luôn. Nói chung là giàu thì chắc chắn là không giàu à. Nếu bạn muốn giàu thì buộc thì bạn phải làm ăn kinh doanh hoặc là đầu tư. Nhưng mà nghèo là chắc chắn là không nghèo đó. Và bệnh hoạn mà không đi được bệnh viện, người ta cho bác sĩ tới tận nhà khám cho các bạn luôn. Và ở nước Úc là phụ nữ là được ưu tiên hàng đầu, tới con nít, rồi tới động vật, rồi mới tới đàn ông ha. Bây giờ đàn ông ở Úc hơi cẩn thận. Bạn ở nhà cũng rất là an toàn, không có trộm cắp gì nhiều hết các bạn. Và thậm chí những cái nhà của mình á, mình đâu có hàng rào đâu. Cửa thỉnh thoảng mình cũng không khóa luôn, cứ để đó thôi à các bạn. Nó rất là an toàn. Và xe, bạn để xe ở ngoài đường cũng chẳng có bị gì hết. Một cái việc là ở nước Úc này bạn chỉ làm việc 38 giờ một tuần thôi ha. Thì đó là làm cho cái cuộc sống của bạn nó thoải mái hơn. Bạn muốn làm overtime, làm thêm thời gian thì làm, còn không muốn thì thôi. Không ai ép buộc bạn, không có ai mà giống như nói với bạn là không đi làm nữa, tao bị đì hay là không đi làm nữa sẽ bị đuổi việc gì, không có chuyện này xảy ra. Cái nạn phân biệt chủng tộc mà ai mà làm gì bạn có thể thưa người ta ra tòa đó. Do đó bạn có 2 ngày thứ bảy chủ nhật để dành thời gian cho gia đình. Cuối tuần bạn có thể đi ra biển, bạn đi lên núi, ngày holiday để cho bạn có thể là cân bằng cuộc sống của các bạn nữa. Tiếp theo mình sẽ nói về những cái mà bạn có thể cân đo đong đếm sờ mó được ha. Đó là giá trị vật chất. Thứ nhất á, cái xã hội ở bên Úc này á, là đa văn hóa. Người dân đến từ khắp mọi nơi trên thế giới luôn, đủ loại màu da hết. Bạn nào mà thích ăn uống không đâu tốt bằng nước Úc các bạn. Và đặc biệt là ở Melbourne, Sydney, ăn uống nó rất là đa dạng. Mình có từng đi ăn đồ ăn của Mã Lai, Trung Quốc, Singapore, những cái nước Tây Á như là Afghanistan. Có những người mà thuê nhà của mình rồi người ta nấu cho mình ăn nữa. Đó các bạn, ngày xưa đó, mười mấy năm trước đó. Và bạn có thể thấy được con người, người ta đến từ nhiều nguồn văn hóa khác nhau. Do đó người ta rất là friendly, rất là thân thiện để người ta hòa nhập vào cái cuộc sống. Ở Úc này á, người ta xây nhà, đa số là bạn thấy là nhà là giống như kiểu biệt thự bên Việt Nam mình á. Mấy trăm mét vuông, mấy ngàn mét vuông. Không gian sống rất là rộng rãi. Dù mình nói những cái căn nhà của mình đi 500 cho tới 1000 mét vuông, và cái nhà người ta chỉ xây khoảng 200 cho tới 250 mét vuông thôi. Còn lại là không gian vườn rất là thoải mái, con cái có thể chạy ra sân sau, sân trước chơi rất là thoải mái. Những cái công viên khắp mọi nơi. Phần tiếp theo nữa là nói về cái cảnh đẹp ở nước Úc thì thôi khỏi nói rồi. Bạn có thể theo dõi cái kênh của mình hoặc là Facebook của mình, fanpage của mình, bạn sẽ thấy Michael Tông Nguyễn á, bạn sẽ thấy là rất là nhiều cảnh đẹp. Và mình đi khắp mọi nơi, khắp nhiều nơi trên thế giới á, mình thấy nước Úc nó có cảnh đẹp rất là đa dạng. Từ mùa xuân, hạ, thu, đông, mùa nào cũng có cảnh đẹp. Và khi người ta thiết kế đó, không phải là người ta thiết kế chỉ có để an toàn. Và người ta, những kiến trúc sư người ta thiết kế phải mang theo tính chất đẹp, thẩm mỹ trong đó nữa các bạn. Bạn đi đến những cái thành phố như Melbourne, Sydney, hay là những cái thành phố như Queensland, Brisbane đó, hoặc là Gold Coast, hoặc là Sunshine Coast, bạn thấy những cái tòa nhà chọc trời mọc lên. Như cái tòa nhiều bạn nghĩ là đó là nhà hát con sò đúng không? Nhưng thực chất nó đâu phải là con sò đâu. Nó là dạng những cánh bồm á. Ở chỗ nhà hát con sò bạn thấy có rất là nhiều thuyền bồm nó ra khơi. Nhà hát những cánh bồm á chứ không phải nhà hát con sò. Người Việt Nam mình thấy nó giống con sò, người Việt Nam mình nói con sò thôi chứ thật sự nó không phải các bạn. Sydney Opera House. Dịch ra đúng là Sydney là cái thành phố Sydney, là opera là để hát nhạc á. House là cái nhà để mà hát nhạc ở thành phố Sydney. Hay cả phi trường nữa, khi bạn đáp máy bay xuống bạn thấy phi trường cũng đẹp nữa, chứ không phải gì là những cái cảnh đẹp không. Phi trường cũng là thấy chất lượng rồi. Khi bạn qua tới nước Úc là bạn sẽ thấy liền cái thời tiết của nước Úc nó rất là dễ chịu. Nó không có quá lạnh, không có nhiều tuyết.
Và thậm chí mình thấy mình ở đây rất là nhiều năm rồi, mười mấy năm rồi mình không thấy tuyết luôn. Chỉ có điều mình muốn thấy tuyết thì mình phải đi lên núi mình mới có tuyết thôi. Đa số nhiệt độ trung bình ở đây là khoảng mười mấy độ, là mình rất là thích cái thời tiết mà trung bình như vậy. Các bạn ở Việt Nam để các bạn dễ tưởng tượng là giống như bạn đi lên Đà Lạt đó, là bạn dễ tưởng tượng liền. Hoặc là bạn đi ra một cái đảo nào đó là bạn sẽ tưởng tượng được cái không khí nó giống giống vậy đó. Thu nhập trung bình của người Úc với các bạn là 80,000 đô một năm. Các bạn thấy tuyệt vời không? Cái điều tuyệt vời hơn nữa các bạn, nếu mà bạn làm việc ở nước Úc á, người ta phải trả lương cho các bạn tối thiểu. Và mức lương tối thiểu của nước Úc á, là 20 đồng bao nhiêu sen đó. Các bạn thấy không? Một ngày, một tuần các bạn làm 40 tiếng thì bạn nhân lên là các bạn cũng gần 1.000 đô rồi. Bạn làm overtime nữa thì tiền bạn nhiều hơn. Phần tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn là trợ cấp xã hội rất là đa dạng. Trợ cấp khi mà vợ bạn nghỉ nuôi con, đẻ con và công ty phải đảm bảo là trả lương cho vợ bạn nữa kìa, chứ đừng có nói là chính phủ. Khi bạn có con, bạn đi làm, những công ty người ta hỗ trợ cho bạn cái chỗ mà để gửi em bé trong cái công ty của bạn luôn, để cái gì bạn chạy ra bạn coi em bé cũng được. Ngoài chính phủ thì có công ty để hỗ trợ. Điều mình rất là thích ở nước Úc là khi bạn sinh em bé đó, bệnh viện là không có tốn đồng nào hết, nhưng mà người ta còn cho tiền các bạn nữa, cho quà của bạn đem về nữa. Và ngoài ra người ta còn cho con bạn đi khám định kỳ, không tốn đồng cắt nào hết á. Mình chưa bao giờ thấy tốn đồng cắt nào cho mấy đứa con của mình luôn á. Rồi cộng thêm nữa là bạn sinh em bé rồi đem con về nhà rồi đó, có y tá xuống để mà lo cho em bé nữa, coi coi bạn có ok hay không. Rồi có gì stress hoặc là có gì khó khăn thì bạn gọi điện thoại lên, bạn nhờ giúp đỡ, người ta sẽ lo hết cho các bạn ha. Tiếp theo là phần giáo dục. Nếu bạn nào mà thu nhập thấp thì chính phủ sẽ hỗ trợ. Nhưng mà khi mà nó lớn lên á, là thì cái chi phí của việc đi học á, là mình thấy là không có tốn đồng nào hết. Đó là trường công ha. Nhưng mà mình muốn con mình vào trường tư thì mình phải trả tiền rồi. Giáo dục á, chi phí rất là thấp các bạn. So với tiền du học sinh đi học đây thì người Úc chỉ đóng 1/4 hoặc 1/3 thôi. Và thậm chí không cần đóng tiền luôn á, là nợ lại chính phủ. Rồi sau khi đi làm á, mức lương của bạn trên 50-60 mấy ngàn trở lên á, thì bạn mới phải trả tiền cho chính phủ lại thôi. Tiếp theo nữa thì mình muốn nói về phần y tế. Đi khám bệnh miễn phí. Một câu chuyện mình đã từng kể cho các bạn nghe rồi. Có những người bạn của mình bị bệnh ung thư á, được chính phủ lo hết từ A tới Z luôn. Mỗi ngày phải tốn tiền thuốc, rồi tiền bệnh viện rồi này nọ, đâu đó khoảng 20.000 đô mỗi ngày á. Các bạn thấy tưởng tượng không? Tốn tiền giả man lắm các bạn. Một cái ca mổ, ví dụ như sinh em bé đi, một cái ca mổ như vậy mình biết á, tại có những người bạn mình làm bác sĩ mà nói là người ta trả tiền một cái ca mổ cho bác sĩ không thôi nha, là cũng đã 2-3 mấy ngàn đô rồi. Hầu hết là miễn phí hết nha các bạn ha. Rồi cái phần quan trọng nhất là cái passport của Úc. Nó có quyền lực tới 180 nước trên thế giới này luôn các bạn. Bạn có tưởng tượng nha, khi mà một cái anh ảnh đi chơi với mình ở Việt Nam á, xong rồi cái ảnh bút một chiều từ Úc về Việt Nam ảnh chơi thôi, cái sau đó ảnh ra tới phi trường, rồi xong tới cái lúc đó đó ảnh mới hỏi mình bây giờ mày đi đâu. Cái mình nói bây giờ mình đi về lại Úc. Cái ảnh nói bây giờ tao còn tới 2-3 tuần nữa, tao chưa biết đi đâu đây. Cái mình nói ủa gì kìa, tao tưởng mày bút vé rồi. Ảnh nói là không, tao bây giờ là tao chưa đi về Úc, tao đi vòng vòng chơi đó. Rồi bắt đầu ảnh bút vé, rồi bắt đầu ảnh đi nước khác anh chơi tiếp các bạn. Và một điều nữa tuyệt vời nữa là khi mà bạn có passport Úc á, bạn có quốc tịch Úc rồi đó, cái nước Úc này nó rất là nhân đạo và nó rất là muốn các bạn có thường trú và quốc tịch Úc. Và lý do là nó không có cản các bạn, giống như nước Singapore đi, bạn vào quốc tịch Singapore là coi như bạn phải mất quốc tịch Việt Nam đó. Thì nước Úc này cho các bạn giữ lại quốc tịch Việt Nam và có luôn quốc tịch Úc luôn và passport Úc luôn. Khi mà có hai thứ đó, các bạn đi được rất là nhiều nước trên thế giới này ha. Cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Nếu mà các bạn thích video, giúp mình bấm nút like, còn không thích thì bấm nút dislike ha. YouTube nó rất là thích những cái video có nhiều like để nó giới thiệu cho nhiều người khác cùng coi. Hy vọng video này mình mang lại giá trị cho các bạn. Sớm gặp lại các bạn ở trên nước Úc. Nếu các bạn còn thời gian nữa thì các bạn hãy coi những video khác của mình nữa, để các bạn có thêm thông tin. Các bạn nào cần mình tư vấn hoặc là muốn gặp luật sư thì các bạn nhớ để lại số điện thoại hoặc là liên lạc với hotline để mình có thể hỗ trợ và giúp đỡ các bạn sớm được qua Úc. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.